Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con coi trên mạng thì con thấy nó cô chú nên con nhắn tin cô chú mới về đánh rồi thì con trời ơi chơi là 5:35 đánh rồi về rồi con rồi vô giật đi con vô giật trước anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lạ ơi. Không vô nè, anh với Trung nghỉ. Anh Trung nghỉ không? Vô khi khó. Vô cơ. Ờ, vô cơ lại lên. Tiễn thủ kia hả, cũng ghé thăm một lần biết đâu đâu á, cái nhà nó bay lại anh cũng trốn rồi lại cái gió đi đâu phải canh lực gió nữa đó. Chết cha rồi.
có chi lắm rồi. Chú nó kiểm tra thị sát độ ăn gian của cái đội cầu lông này. Bây giờ nó mới thấy da nó bắt độ đủ thứ. Trước đây nó thấy nó cảm nhận được. Mấy lật đây không phải lật con săn nha con, cứ quýnh đùng đùng nha con. Lên tranh luôn, lên tranh con đừng có luôn, lên tranh nữa. Bye.